Vén màn mẫu SUV Honda HR-V 2024 với thiết kế cải tiến, thêm tính năng an toàn. Hiện giá bán của Honda HR-V 2024 tại thị trường Nhật Bản chưa được công bố. Honda HR-V thế hệ thứ 3 đã có mặt trên thị trường từ năm 2021. Do đó, không có gì bất ngờ khi hãng Honda tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe này ở thị trường quê nhà Nhật Bản. Tại xứ sở hoa anh đào, Honda HR-V được biết đến dưới tên gọi riêng là Vezel. So với phiên bản cũ, Honda hr 2024 chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất. Theo đó, mẫu xe này được bổ sung lưới tản nhiệt vuông vức và nhỏ gọn hơn trước cùng cản trước mới. Tiếp theo đó là cụm đèn hậu với thiết kế tổng thể không thay đổi, nhưng tạo hình bên trong đã được làm mới. Ngoài ra, đèn hậu của Honda hr 2024 giờ đây là loại led toàn phần, tạo cảm giác sang trọng hơn cho mẫu SUV cỡ B này. Nội thất của Honda hr 2024 cũng không có nhiều thay đổi. Xe chỉ có thêm cụm điều khiển trung tâm mới, được thiết kế hai tầng dễ sử dụng hơn. Thêm vào đó là hệ thống Honda Remote Operation, cho phép bật trên tắt điều hòa, đóng trên mở cửa cốp và tìm vị trí xe từ xa. Bản đồ tự động cập nhật, hệ thống kết nối Wi-Fi trên xe và khóa kỹ thuật số cho phép mở trên khóa cửa bằng điện thoại thông minh cũng được trang bị cho mẫu SUV cỡ B này. Ở thị trường Nhật Bản, Honda hr 2024 có 3 phiên bản là G, E, HEVX và E, HEVZ bản cao cấp nhất sẽ có những trang bị như đèn pha trên đèn hậu LED toàn phần, đèn LED định vị ban ngày, đèn pha tự động bật trên tắt, tự động điều chỉnh luồng sáng cao trên thấp, đèn báo rẽ tuần tự dạng LED, cửa cốp đóng trên mở chỉnh điện rảnh tay, vành hợp kim 18 in, sưởi ghế trước trên vô lăng và ghế bọc da pha nỉ. Hai bản E, HEVX cũng như E, HEVZ sẽ có hai gói phụ kiện chính hãng mang tên Hand Package và Play Package. Gói Hand Package dành cho bản E, HEVX bao gồm những điểm nhấn màu cam nhám trên cản trước, ba gơ nóc, vành hợp kim 16 in sơn màu xám thuốc súng và ghế bọc nỉ chống thấm nước trên dầu. Trong khi đó, gói Play Package sẽ bổ sung những chi tiết ngoại thất trên nội thất mới, sơn hai tông màu, hệ thống âm thanh 10 loa cao cấp hơn và cửa sổ trời toàn cảnh panorama cho bản E, HEVZ. Ngoài ra, hãng Honda còn chuẩn bị sẵn các gói ngoại thất để giúp khách hàng làm đẹp chiếc HRV của mình, bao gồm Casual Style, Urban Style. Sport Style và Active Style. Cả bốn gói ngoại thất này đều bổ sung lưới tản nhiệt với thiết kế thể thao hơn và sơn màu đen bóng cho xe. Nằm bên dưới nắp capo của Honda HR-V 2024 tại thị trường Nhật Bản, vẫn là hai tùy chọn động cơ cũ. Bản G dùng động cơ xăng 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít với công suất tối đa 118 mã lực và mô men xoắn cực đại 142 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh 4 VKD. Trong khi đó, hai bản E, HEVX và E, hvz dùng hệ chuyển động hybrid, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 106 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 127 Nm. Động cơ này kết hợp với hai mô tơ điện có công suất 131 mã lực và mô men xoắn cực đại 253 Nm. Hai bản E, HEVX và E, hvz sẽ có cả hệ dẫn động một cầu lẫn hai cầu. Điểm nhấn còn lại của Honda HR-V 2024 ở thị trường Nhật Bản là gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing nâng cấp. Gói này có thêm 3 tính năng mới là hỗ trợ lái khi tắc đường traffic jam assist, đèn pha thích ứng và giảm thiểu thiệt hại khi đạp nhầm chân ga. Những tính năng an toàn khác như hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, hạn chế tăng tốc đột ngột khi tiến trên lùi, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm với người đi bộ, ngăn lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường cảnh báo khi xe phía trước khởi hành, nhận diện biển báo giao thông, đèn pha tự động, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ lùi ra khỏi chỗ đỗ tiếp tục được trang bị cho mẫu xe này. Hiện giá bán của Honda HR-V 2024 tại thị trường Nhật Bản chưa được công bố. Xe sẽ được mở bán trong tháng này và giao xe vào tháng sau. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.